của em đó hả? Cả hai em đi. Hai em hả? Hai em hộ cái này đứt đứt tôi luôn rồi. Bà thấy cái bảng giống nhất đó. Phải không? Một em, hai em luôn phải không? Hai em luôn. Em bự em nhỏ. Ừ, gọi là ba cái đầu dính chân. Hai em nữa. Cái gì? Hai em luôn hả? Quá đã cả trời ơi. Quá đã luôn rồi. Trời ơi trời. Hồi sớm này đặt chứ không có nghĩ là nó dính dưới trời vậy nè. Hello, chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của hai chồng em nữa nha. Thì hôm nay hai chồng em sẽ đi thăm bảy con mối tiếp tục cả nhà ơi. Đây bà xã em đang ngồi trên xe. Hôm nay em thăm cái điểm này là dạng trong đây là trong khu công nghiệp Tân Đức nha cả nhà. Đây là khu cái đường này, đường Bỏ Quang nha. Đặt thì múc ở trong trong kia là nghe cả nhà. Đây thì hai vợ chồng em đang trên đường chạy vô. Hai bên đây là hai bên hàng cây có mấy không? Còn cái dòng đây là Tha La. Có cho nhiều Tha La luôn, chắc là trong tiền. Ủa này có hồ bơi nữa nè. Ủa này có bức tượng nữa nè. Nói chung là có tượng nữa là nhiều lắm. Ở đằng kia thì có nguyên một cái chiếc hài luôn. Giống như cái câu chuyện mà tấm cáo như thế không nè. Đó có một chiếc hài luôn nè. Đó. Mẹ là người đang vô tượng hài không. Ở đằng kia đó nha. Ở kia sau này thấy nguyên cái tượng hình rộng lớn lắm nè. Ở trong đây giống như một cái công viên cho mình vô mình cái gì, tham quan cho mua gì đó. Ồ đây có một khung nữa nha. Còn bên đây là con rồng. Đây là con rồng nè. Ở đây là con này con hươu đúng không? Đấy. Ủa giống giống như con trâu quá vậy. Đây có tiếng Nga nữa nè. Đó, vừa đoạn đây là thấy chú tí rồi nè. Đây là con heo. Heo vàng. Ủa heo này mà tôi bỏ tiền vô đó như nào đây. Nên cái dạng này là toàn là dây cái bằng dây dây gấp á. Là trồng nguyên dây gấp cho bò đây nè. Có trái nè, sao thấy có trái chín trên đó luôn. Bắt đầu từ đâu ta? Đó thì cặp theo đây nè cả nhà, cặp theo đây này, nó có mấy cái trụ rồi nè. Đây nè, có mấy trụ rồi nè. Ở dưới chân á thì nó có mấy cái trụ mà chỗ dưới chân nó trống á thì em đặt là từ cái mí ngoài đó luôn á. Từ mấy trụ rồi đó đó. Chạy dài vô luôn cả nhà, chạy dài vô tới đây luôn. Múc chung kia luôn thì khoảng 13 14 cái 7 gì đó cả nhà. Giờ tạm thời hai chồng em đậu xe đây. Rồi ra ngoài điểm đầu này thăm dài vô nghe cả nhà. Đó, chỉ đặt cái dây bên đây thôi, còn cái hàng bên đây á, hàng bên đây thì chỉ có như em nhớ là sáng nay em đặt có hai cái thôi. Là có hai cái bên đây à. Nói chung á thì kết quả như thế nào thì em cũng không biết nữa, không biết ở đây nó có gắn mối thôi hay không thì em cũng không rành nữa nha. Bây giờ sáng này đặt á em thấy cũng không thấy gắn mối gặp phơi nắng gì mấy cả nhà. Đặt là chủ yếu là hai chồng mình đi kiểu như trải nghiệm, đi kiểu đi phiêu lưu, đi ngắm cảnh rồi chơi luôn. Đặt kiểu trải nghiệm thử á. Còn kết quả như thế nào thì không quan trọng nha cả nhà. Cái đường bên đây là đường đi ra đường bên khu công nghiệp Tân Đức được luôn nha. Ồ ông khỉ lớn quá. Bây giờ mẹ thăm ha. Ba quay mẹ thăm. Ê, như mẹ cảm nhận được cái hôm nay mình thăm ở điểm này kết quả như thế nào, mẹ có thể cảm nhận được không? Nhớ chung là điểm này là điểm mới, nhưng mà ở đây thì chắc có thể là dính chắc không phải là 90%. Sáng nay đặt là khoảng tầm 13-14 cái đó, theo mẹ mày cho biết là kết quả khoảng được 10 con được không? Nghĩ là chắc cỡ 9 đến 10 con. Chứ là sáng này là ba đặt ba không có thấy nó ra phơi nắng nha. Thì điểm này điểm mới mà anh đặt mà mình lần đầu mà mình mới biết được chứ. Bây giờ ba tạm thời ba tin tưởng mẹ. Là mẹ nói là khoảng bao nhiêu con? 9 đến 10 con. 9 đến 10 con rồi ba tạm thời ba tin tưởng mẹ. Rồi ok giờ thì không có để cả nhà mình chờ đợi lâu nữa nha. Rồi đi đó thôi, let's go thôi nè. Hôm nay cả nhà, hôm nay thì nói chung là khách dặn gắn mối với bên mình á, thì cho nên mình không có gắn mối để mà
làm món này món kia cho cả nhà mình xem được cả nhà ơi. Hai chồng mình bảy chứ về có bao nhiêu là giao cho khách hết trơn. Ba nhớ sớm là có mấy cây trụ đầu là không có bẫy bị gì nó chống á. Đó đó có một cái vậy đó mẹ ơi. Một em. Bự không? Cả đó là được không? Tạm. Nói chung là cũng không có bự gì mấy. Cái bẫy này em không có bán món này cả nhà, tại vì cái bẫy này em cái lồng mồi nó còn dư lưới, em làm em đặt chơi thôi chứ bên em không có bán cái mẫu đó nha cả nhà, đừng hiểu lầm nha. Cái nhà mà đòi mẫu đó là em không có bán đâu à. Đâu có đó, đi này đi. Bên đây chỉ có hai cái hồi đi ra. Vừa đi vừa dòm đi. Chứ sớm này ba đặt con lựa cái trụ nào ba không nhớ nữa. Một em nữa hả? Cái hai em đấy. Hai em luôn hả? Hai em rồi, cái này đứt đuôi luôn rồi. Ui, hai con nó vô cắn lộn mà. Quá đã chưa cả nhà? Điểm mới hoàn toàn luôn, cầm quay cho gõ nét cái mẹ. Còn ghế luôn. Quá sướng cả nhà ơi. Rồi đứt đuôi luôn rồi. Rồi đứt đuôi luôn rồi. Đứt đuôi. Quá đã được hai cái được ba em ơi, có lành ơi, vậy kiếm 90 con là ngon lành rồi, khỏe rồi. Ở chừng dính hai cái đầu hai cái mấy cái sau chất quớt hết rồi, cười đã ha. Phải đi múc vô trong kia là nghe cả nhà, đi múc vô trong kia là giờ tạm thời cứ để xe đây đi. Thấy ở trên nó gặm gặp gì á, chứ là sáng là em đặt là em lựa mấy cái trụ mà ở dưới nó chống chân em mới đặt nha cả nhà. Thường thì mấy cái trụ ở dưới chống chân á thì ưa có con này con kia nó bò nó mới chống. Chịu khó vừa đi vừa kiếm như cái nhà chứ hồi sáng này không có làm dấu. Cái nhà quá trời dây nhỏ như màng nhỏ anh vậy. Có không? Bà thấy cái bẫy nó nhúng nhích đó. Phải không? Một em. Hai em luôn phải không? Hai em luôn. Em bự em nhỏ. Gọi là ba cái nào dính chứ. Hai em nữa. Ba cái là năm em rồi. Em bự em nhỏ cả nhà. Ngon lành ta. Trời ơi, sắp. Cái điểm này gì mà ngon lành ta. Cái gì? Hai em luôn hả? Quá đã cả nhà ơi. Quá đã luôn rồi. Trời ơi trời. Hồi sớm này đặt chứ không có nghĩ là nó dính dưới trời vậy nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Đây nè, quay dưới đây cho cả nhà mình xem cái nè. Nè, ở dưới đây là nó chống chân vậy nè cả nhà. Nó có cái bậc thềm nó chống chân ở dưới đây vậy nè. Đó. Nhưng mà sáng này mình bẫy thì mình không có thấy nó ra phơi nắng gì trơn, mình bẫy thì bẫy chứ mình không có nghĩ, không có khả quan gì mấy. Bởi vì em đặt á, ít khi nào em thăm hai giác lắm, hiếm khi nào mà em đi thăm hai giác lắm. Chứ khi sáng đặt là bỏ chiều mới thăm không à. Quá im à, cái nào cũng dính chân mẹ. Gì vậy? Sao em ru vậy? Chết hả? Có kiến gì không? Thì phải có cái dính cái hông chứ, đâu phải cái nào cũng dính đâu, đúng không cả nhà? Kết quả gì là vô mấy cái đầu vậy là quá, nhưng mà quá trời dây nhỏ luôn, lông thông. Dướng camera mẹ đi nhanh quá vậy, dễ vậy? Có không? Cái nị chết. Bị kiến nên phải chết thôi, đành chịu thôi. Coi như hai cái phải không? Hai cái bị thất bại phải không? Ngay vô kiếm. Lâm. Chết quất. Rồi tôi nói rồi mà không tin, vô mấy cái đầu. Vô mấy cái đầu mấy cái sau chết quất mà không tin. Chết he.
chiếc xe có 2 cái mà. Trời. Rồi chớ khe nữa rồi, chớ khe nữa rồi kìa. À, vậy là mấy cái mà dính mấy cái trong này chứ vớt. Trong đó có người. Đi luôn tiếp luôn. Bỏ xe mà hơi xa ta, có không? Ủa, vô đây chết rồi mày ơi. Bị kiến. Ồ cũng có con đó, con mini đó. Ờ phía trước có xe, có người cả nha. Cái này là cái dạng như công nhân của nhà nước á. Đi vòng vòng ta dọn dẹp á. Được không? Ngon lành cành chuối. Có người chạy lại. Mày gắn mối chú ơi. Gắn mối vậy? Dạ dạ. À, giờ mới thấy hả? Nói chung á thì cái môn này cũng ít có người bị cũng biết đến lắm nghe cả nhà. Thì cũng có người biết người không, chứ phải là ai cũng biết cái môn này đâu. Có không nè? Rồi vậy là khúc trong này giỏm quá rồi. Vậy là không được 10 con rồi. Vô mấy cái đầu ngon quá, mấy cái sao chất vớt. Nãy mẹ có rút chìa khóa ra không vậy? Mấy cái đầu ngon, mấy cái sao chất vớt, đi một hơi một luôn. Tới cái đó là cái cuối rồi đó. Cái gì vậy? Vô con gắn. Cái dây gắn nữa hả? Biết là vô con gắn, bữa nay xui nữa rồi. Gắn thứ bỏ không? Gắn thứ bỏ luôn. Giỡn rồi mẹ. Nữa cái nhà ơi, gắn lục còm nữa cái nhà ơi. Thì em có tìm hiểu là mấy anh em nói là cái con gắn này là nó không có độc nha cả nhà. Gắn loại gắn này kìa, bằng gắn ăn mối luôn. Kìa nó ăn con gắn mối, cái bụng nó chà bá nó nện luôn kìa. Đó thì em cũng có tìm hiểu rồi thì mấy anh em nói là gắn này là kìa bằng con gắn lục còm. Cái loại gắn này thì nó không có độc nha cả nhà. Đó. Nó mối bụng chà bá luôn. Cái cuối cùng của con gắn luôn cả nhà ơi. Nó ăn con gắn mối nè, cái bụng nó chà bá nện trong đây luôn nè. Gắn lục còm, gắn này không có độc. Không có độc mấy, cầm đẩy đi đó. Thôi mấy, thả ra đi. Thả ra đi, tự nhiên để vuông đó. Gì cầm máy ba cái. Thả ra thì đơn giản thôi, có gì đâu khó. Mở này ra. Đặt này lên. Ba cũng sợ đúng không? Nói. Nè. Lấy cây gì gõ gõ ra. Đó. Cho mày về thiên nhiên. Đó chứ này thì tha ngay chứ sao không có vô nữa nghe ông nội. Rồi vậy là không được 10 con rồi mẹ ơi. Tại vì có con gắn á, có con gắn thì vô. Ủa sao mà khúc ngoài đầu đó cá nào cũng dính chân rồi vô đây kỳ ta. Cái khúc ngoài này á, cái nào cũng dính á. Một con, hai con, lia chia cho vô khúc trong chút quốc. Làm một hơi một con, hai con, một con, hai con, liên tục hai ba cái. Rồi cuối cùng đi vô một hơi chất quất luôn.
mấy cái sao đi hơi một chất vớt luôn, đếm ra được bao nhiêu con nhỏ lớn đếm hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ừ, là nhỏ lớn đếm hết luôn hả? À, ghê vậy. Ê, vậy là đếm đúng, nói đúng nha. Cái con này bị đứt đuôi, hai con bự luôn, bị đứt đuôi hết con. Đứt đuôi nhưng mà con này vẫn sống hả? Đây đếm thấy được bao nhiêu con bự. 2, 3, 4, 5, 6, 6 con bự. 6 con bự phải không? 7 con bự, 6 con, 7 con bự. Này 4 con nè, 5 con nè, 6 con, 7 con nè. Còn con này đã chết. Vậy là được 3 con nhỏ, 7 con bự. Ừ. Là 10 con. Ừ, vậy nãy tôi nói đúng rồi mà. Thì chứ ai nói gì đâu, ba nói gì mà. Cái khúc ngoài này nè là chạy dài vô, là ba nãy ba nhớ là dính một hơi một luôn á, dính một hơi một luôn, mấy cái liên tục luôn. Còn từ đó trở về sau là chất quất, rồi dính thêm con gắn nữa. Nó mới đây lại nha, nó mới đấu như sao. Đếm bao nhiêu cái bẫy rồi? Nó nhộm nhách. Nhớ là sáng là 10 14 cái hay 13 cái gì á. 4, 6, 8, 10, 13 cái. 13 cái hả? 13 cái hả ta? Đủ không ta? Sáng nhiêu cái quên không nhớ. Sáng 14 cái. 14 cái hả? 14 cái ba đặt lên cái chở đường đi đó nhớ không? Ừ, có 13 cái. 13 cái cả nhà, được 10 con à. 10 con lớn nhỏ luôn thì nhỏ được 3 con, bự được 7 con. Ôi con nhỏ thăm mấy cái đầu tính đâu ngon rồi cả nhà. Khoan đếm lại nha. Thăm mấy cái đầu tính đâu ngon rồi. Mới phát hiện trong đây con nữa nè. Con nhỏ hả? Một xíu. Là 11 con. 4 5 6 7 8 9 10 11 con ông cha. 11 con. Ê, vậy là tôi đoán đúng nha. Vậy thì có 7 con bự chứ nhiêu. Ừ. Mấy con nhỏ thả đi ơi, thả luôn đi. Thả cho nó. Con này nó chết rồi. Thì chết thì cũng phải đổ ra luôn đi. Có cái nào con nào nhỏ có còn sống nó thả ra đi. Dế còn. Hôm nay cả nhà, hôm nay nói chung là cái điểm này em dám chắc 100% là có gắn mối nha. Có gắn mối đó. Điểm này là có gắn mối đó. Nhưng mà lại ít kiến nữa, cái điểm này nó ít kiến nè. Đó, hôm nay thì em đánh cái hàng ở đây ha. Rồi ngày mai chắc có lẽ là em sẽ qua bên hàng bên kia, vì cái bên kia nó còn một hàng y chóng y chang vậy luôn á. Là hai bên đó. Ngày mai chắc em sẽ qua bên kia. Với lại hồi sớm này á là đánh chỉ có một đường đây à. Còn đường ở đây là không có đánh đường đây, giờ là đánh có hai cái thôi. Một cái dính, một cái không dính. Rồi đường đây nó ấy quá, em sợ nó có kiến vàng á cả nhà. Cho nên sáng này không có đánh đường đây. Đánh đường đây. Mấy cái đầu dính ngon quá, mấy cái sào chất quất luôn. Mát quá, ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi về. Ca ăn bản cho khỏe rồi về. Gì? Ca ăn bản cho khỏe rồi về. Coi như tặng tôi, tặng khán giả ăn bản đi rồi về. Thôi. Thuộc bán gì? Thuộc bán gì ca bán nấy à? Thôi, má công ta nói khùng quá má. Khùng cái gì? Thôi. Đi hát bản tặng đi. No no no. No tôi hát má công ta người ta đi theo tôi xin chữ ký sao? Trời ơi. Thì tôi xin chữ ký thì mình cho chữ ký. Thôi. Kêu bằng ca sĩ núp lùm. Bây giờ đi núp vô đây núp lùm đi thì hát bản đi thì tôi đặt cho tên là ca sĩ núp lùm luôn. Thôi. Thôi giỡn cho vui cả nhà. Thì cả nhà xem video nếu mà cảm thấy vui, thấy hay thì ủng hộ cho hai chồng em một like cũng như là một lượt chia sẻ cho cộng gái cho nhiều người biết đến nha cả nhà. Ở cả nhà ai chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo khi mà em ra video mới nha cả nhà. Rồi thì video em cũng xin phép kết thúc ở đây luôn. Thì cảm ơn cả nhà mình dành chút thời gian ra để theo dõi đoạn video của hai vợ chồng em nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Kêu hát bản tặng mà không hát là không nha. Hát đi.
ca mắc công xin chữ ký mệt lắm. Chữ ký cái gì, cái gì? Ôi cả nhà, nếu mà bà xã em hát cả nhà đừng xin chữ ký nha. Rồi đó, nói với khán giả là không có xin chữ ký rồi đó. Thôi thôi thôi.